lối xuống đèo kè ở lối xa cộng đồng. Đền thờ cháu quả sức hút lắng lá cháu quầy núi rừng vô hoa tức tức thời về tới thì là sang tôn linh hai hoa rào rơi khắp nơi.
xin từ xa hòa làng huyện hữu lũng đi vào đền thờ châu lục lục thượng đẹp thắp nghi cao từng từng đền thờ nằm ở giữa rừng dần 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 dần